chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Dưới cây nắng kỷ lục 44 độ C, người dân Quảng Trị vất vả mưu sinh. Theo ghi nhận, nhiệt độ lúc hơn 13 giờ ngày 29 tháng 4 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là 44 độ C. Thời điểm này, trên đường phố có rất ít người dân tham gia giao thông. Dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục, nhiều người lao động tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài ra đường mưu sinh. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, tại tỉnh này xảy ra tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam đạt cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất đối với vùng đồng bằng từ 40 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C, vùng núi từ 37 đến 39 độ C. Trước đó, ngày 28 tháng 4, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Đông Hà là 44 độ C, xảy ra lúc 14 giờ 58 phút. Đây là nhiệt độ cao nhất từ năm 1976 đến nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42 độ, có nơi trên 42 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 35%. Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Cảnh báo, nắng nóng có khả năng giảm dần từ khoảng ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 5 ở Bắc Bộ và Trung Bộ, từ khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5 ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1, riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên cấp 2. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, về chiều và đêm khả năng có mưa rào hoặc mưa dông khá thấp. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ nắng nóng gay gắt vào ban ngày, tuy nhiên khả năng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 38 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất từ 39 đến 41 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Tây Nguyên thời tiết ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết nắng nóng, tỷ lệ mưa ở mức 10 đến 20%, về đêm trời mát mẻ hơn ban ngày, nhiệt độ giảm, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, cả nước nắng nóng chưa từng có trong 10 năm qua, nhiều nơi vượt mức 40 độ. Giai đoạn nghỉ lễ 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, nắng nóng mạnh xảy ra ở cả ba miền. Đáng lưu ý, khoảng đêm 30 tháng 4, Bắc Bộ khả năng có không khí lạnh kèm dông lốc. Cụ thể, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày và thời tiết tương đối đặc biệt. Ông Hưởng cho biết, theo thống kê của cơ quan khí tượng, trong đoạn 10 năm qua, chưa có một năm nào mà cả ba miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5.
Dự báo từ ngày 27 tháng 4 đến 30 tháng 4, Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, khả năng cao tới 37-38 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định, Phú Yên, nhiệt độ có khả năng cao đến 37-39 độ C. Khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, nhiệt độ có khả năng lên tới 39-41 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, những ngày nghỉ lễ cũng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên từ 35-37 độ C, khu vực Nam Bộ từ 36-38 độ C. Ngoài ra, trong những ngày đầu tiên của tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ, trong đó trọng tâm khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ, có khả năng xảy ra hiện tượng mưa, dông lốc và gió giật mạnh. Còn ở phía Nam sẽ xuất hiện mưa dông chuyển mùa, nắng nóng sẽ giảm nhưng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể gia tăng hiện tượng dông lốc, sét và mưa đá trong giai đoạn đầu tháng 5 khi mưa chuyển mùa. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Nguyên nhân nắng nóng theo ông Hưởng là do nước ta đang chịu tác động của hiện tượng El Nino và hiện tượng này đã làm cho nhiệt cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cộng thêm giai đoạn này, thời tiết nước ta đang chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên khả năng cao sẽ gây ra một đợt nắng nóng diện rộng trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 sắp tới. Trong khi đó, tình hình xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Riêng trên sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, Cái Bé, xâm nhập mặn vẫn tăng đến nửa đầu tháng 5, sau đó giảm dần từ nửa cuối tháng 5. Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, chiều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.